mắt chiều đông rớt trong âm thầm, khóc tiếng tình yêu tan vỡ một chiều. Dẫu thời gian nức nở thêm xưa giờ riêu hú, mưa rơi giá hôm qua, mỗi bước người đi mỗi câu đợi chờ, gió núi ngàn mây vẫn mãi rồi. Vậy mà chưa tìm được một công việc gì ổn định. Nếu như tình trạng này cứ kéo dài mãi như thế, có lẽ anh sẽ mất chị Hoa. Vì gia đình Hoa sẽ không bao giờ gả cho một người như anh, lúc nào cũng lông bông, không có gì ổn định cả. Anh buồn quá, anh thất vọng quá. Diệu ơi, nếu có tiền em gửi cho anh chút ít để tạm sống trong lúc này. Còn nếu không, em cũng phải cố mà xoay sở. Anh cần tiền lắm, cần lắm. Diệu. Dạ. Làm gì mà ngồi thừ người ra vậy? Em đang đọc thư của anh hai. Trời đất, từ chiều hôm qua tới giờ em đọc cái lá thư đó biết mấy chục bận rồi. Càng đọc em càng thấy thương anh hai quá chừng luôn ạ. Anh ấy đang khó khăn như vậy mà em thì chẳng giúp được gì hết. Em thì lúc nào cũng tự trách mình hết á. Em nói thiệt. Thiệt cái gì? Cả xóm này ai mà không biết. Nếu như không có em á thì anh hai của em làm sao ăn học được như ngày hôm nay. Hay, người ta không biết, người ta nói như vậy thôi. Chứ cái chính là anh hai của em phải giỏi giang nên mới ăn học được như vậy chứ. Còn em thì sao? Chuyện trong, chuyện ngoài, chuyện lớn, chuyện nhỏ em đều cánh giác hết. Em chắc mốt từng đồng từng cắc để lo lắng cho anh hai em. Nếu như mà không có sự lo lắng đó hả, thì dù anh hai của em có học giỏi bằng trời á thì cũng vậy thôi à. Cứ tưởng ăn học rồi thì mọi chuyện sẽ êm xuôi, ai có về đâu. Có cái gì đâu mà em than vắng thở dài. Ở trên đó không xong á thì về quê, cỡ như ổng hả, về đây thì thiếu gì công việc làm. Như vậy thì anh hai của em phải chia tay với chị Hoa. Người yêu của ảnh trước Tết cứ về đây nè, anh nhớ không? Nhớ, anh nhớ. Nhưng mà anh cũng không hiểu á, người ở trên thành phố ra sao. Đã yêu nhau như vậy rồi á mà còn tính thiệt tính hơn, tính thế này thế khác, cuối cùng rồi chỉ tự làm khổ.
gì đâu, sao họ lại tính toán đủ điều. Chị Hoa không phải như vậy đâu, chắc chắn là do gia đình thôi. Em à, hạnh phúc của mình phải quyết định, rồi khổ đau gia đình có gánh lấy không. Chị Hoa là con một trong gia đình, nên má chị ấy phải tính gần tính xa. Nè, anh cũng là con một trong nhà, anh muốn gì thì đừng ai cản ngăn. Nếu mai mốt đây em gặp chuyện gì đó, tía má anh không thèm cưới, thì anh có dám bước tới hay không? Nghĩa là chỉ nói chứ không dám làm. Anh xin thề có trời cao, em ra sao thì anh cũng thương. Nếu như tía má anh không chấp nhận, một mình anh lo lắng cũng xong thôi. Em hỏi anh là để thử lòng, chúng mình làm gì có chuyện xảy ra. Anh nói với em cũng rất thiệt lòng, vì đời anh không thể sống thiếu em. Trời đất ơi, nói thiệt không đó? Thiệt mà, không tin hả? Không tin thì anh thề nè. Anh thề có trời cao chứng giám, nếu như anh... Thôi, tin rồi, khỏi thề. Tin rồi phải không? Ừ. Anh Hậu. Gì? Dùm nhà dùm em chút nha, đi qua đây một tí nha. Chịu rồi, còn đi đâu nữa? Đây nè, em đi bán cáo dài này nè, lấy tiền gửi cho anh hai. Trời đất, Diệu, em chỉ có một cái áo dài thôi. Dạ lại, em thích cái áo dài này lắm mà. Em nói là em sẽ mặc trong ngày cưới của chúng mình, mà bây giờ em... Em biết, nhưng mà ngày cưới của chúng mình cũng còn lâu mà. Cuối năm nay chứ có lâu lắc cái gì đâu. Ơi, trời ơi, thì cũng còn tới 7-8 tháng nữa lận. Tới lúc đó em sẽ dành dụm nè, rồi mua một chiếc áo dài khác đẹp hơn. Hen. Em nói vậy cho qua chuyện thôi. Anh biết là... Thôi đi, không còn cách nào khác hơn nữa đâu. Anh hai em đang rất cần tiền á, đi nha. Diệu. Hoa, con suy nghĩ kỹ đi. Cái thằng nhà quê đó có đáng để cho con phải tự hành hạ mình như vậy không? Má, con với anh Lệ đã yêu nhau từ những năm còn học đại học mà. Khoảng thời gian đó con còn bồng bột lắm. Tình cảm đó chỉ là tình cảm nhất thời thôi. Bây giờ con đã trưởng thành nhiều rồi, con phải biết nhìn xa hơn, nhìn cao hơn nữa chứ. Má, thì anh ấy cũng được ăn học đàng hoàng chứ bộ. Vậy mà chỉ có một công việc ổn định ở Sài Gòn này mà nó tìm cũng không ra. Thì công việc từ từ rồi cũng có. Từ từ là bao giờ? Bao giờ con cũng chờ được hết á. Nhưng má thì không thể chờ đợi được. Má. Thôi, má đã hứa với vong linh của ba con là sẽ cố lo cho con á có một địa vị trong xã hội. Nếu như má không làm tròn được lời hứa đó thì má sẽ có lỗi với ba con. Má rầy rứt lương tâm, biết ăn nói sao khi gặp ông nơi suối vàng. Nhưng con khi yêu một mình anh Lê, con thấy con chỉ hợp với anh ấy thôi à. Má biết con sẽ nói như thế mà. Vì ngoài nó ra con còn biết thêm ai, cứ giao tiếp nhiều con thay đổi ý kiến ngay. Con cũng đã giao tiếp với rất nhiều người, nhưng chẳng người nào có ấn tượng với con. Má không tin như vậy. Con nói thiệt đó. Thôi được rồi, má sẽ tạo điều kiện để con gặp mặt con trai của bác Thành. Má, bác Thành nào vậy má? Thì bác Thành... bác Thành là bạn thân của ba con từ lúc hai gia đình còn ở Mỹ Tho. Nhớ hồi đó đó, bác Thành với ba con gặp nhau á,
là họ bàn ngay tới cái chuyện sau này sẽ kết nghĩa kết tình thông gia với nhau. Má, sao con không biết bác ấy? Hai nhà đã bạc tình nhau từ lúc ba con mất. Cũng may là hồi tuần trước đó, má đi dự cái đám cưới con của người bạn. Trời ơi, vô tình má gặp lại bác ấy. Vừa gặp lại kìa, bác ấy nhắc ngay tới cái chuyện cũ. Tiện thể má cũng nói cho bác ấy biết à, hiện giờ con ra sao. Má, hai nhà đã bạc tình nhau lâu quá, má có biết gia đình người ta thế nào mà má vội vàng như vậy hả má? Đúng là má không có biết gia đình người ta như thế nào, nhưng mà cái chuyện này á, má biết chắc chắn. Bác ấy đang là giám đốc một công ty đang ăn nên làm ra ở Sài Gòn. Cho rằng bác ấy thành đạt như vậy, nhưng con trai bác ấy biết đâu à... Thôi đừng có nói bậy. Con trai của ông giám đốc sang trọng và đàng hoàng như vậy chắc không có phải là cái hạng người tầm thường đâu con à. Má à, má tưởng tượng quá rồi đó. Không, má tin là như vậy. Con mà làm dâu bác ấy, làm vợ con trai của bác ấy thì có phước ba đời cho con đó. Má, còn anh Lễ thì sao má? Nói tới nó lui rồi con cũng nhắc tới nó. Má, thôi, má chỉ yêu cầu nó tìm một cái công việc ổn định ở Sài Gòn này, rồi má cho nó bước tới. Một cái chuyện cỏn con như vậy à mà nó cũng làm không xong, thì thử hỏi làm sao nó có thể cưu mang con suốt đời được. Má à, trong vòng một tháng nữa thôi, nếu nó vẫn chưa yên nơi yên chỗ, má cho mời bác Thành và con trai bác ấy tới đây coi mắt con. Nếu được thì tiến hành làm đám cưới ngay tức khắc. Má, má. Ủa, anh Lễ, vô đây. Anh làm gì mà đứng ngoài đó lúp lúp ló ló vậy? Anh... Anh sao? Anh sợ má em. Má em đi rồi. Ờ, công chuyện của anh thế nào rồi? Anh... Sao? Dòm cái điều bộ của anh á, là biết không xong rồi phải không? Phải. Sao anh nói với em á là chắc lắm? Thì chính ông giám đốc đó kêu anh tới nhà lấy giấy tờ rồi nhận việc luôn. Rồi anh có tới đó chưa? Rồi. Ông ấy trả lời với anh thế nào? Anh không có gặp ông ấy. Vậy thì anh gặp ai? Anh gặp con trai của ông ấy. Con trai ông ấy? Con trai ông ấy đã nói gì với anh mà cái mặt anh buồn hiu vậy? Con trai ông ấy nói không có giấy tờ gì cả, không có việc làm gì hết, đi ra khỏi nhà ngay đi. Trời, sao kỳ vậy? Anh cũng không biết nữa. Anh quỳ xuống van xin anh ấy hết lời, vậy mà anh ấy vẫn xua đuổi anh không chút xót thương nữa. Anh Lễ, tới lúc này á thì em nói thiệt cho anh biết á. Qua, chuyện gì? Nếu như anh cứ như thế này hoài á thì có lẽ mình sẽ chia tay nhau. Qua, em phải hiểu anh. Hay là em không còn yêu anh nữa? Em rất hiểu anh, em rất yêu anh. Nhưng mà còn má của em nữa thì... Má em? Má em vừa nói với em, trong vòng một tháng nữa, nếu như anh chưa yên nơi yên chỗ thì má em sẽ gả em cho người khác đó. Qua, không, vì thương em mà anh sẵn sàng chịu đựng tất cả, quỳ lũy với người này, cầu khẩn với người kia, nhục nhã như thế nào anh cũng bằng lòng chấp nhận. Anh Lễ, dễ mong rằng chúng mình mãi mãi được kề cận bên nhau. Có nhiều lúc anh tự hỏi
tại sao cái số của mình chẳng biết nó sao mà lúc nào cũng lận đận lao đao. Nghe anh than thân trách phận, không biết chọn sao giữa hiếu và tình. Qua em cô nói với má em thứ thả cho anh thêm một thời gian. Má em đã quyết định rồi, đừng mong thay đổi được gì. Vậy là mình phải cam chịu. Thì chắc chắn anh sẽ bỏ luôn giấc mộng công danh sự nghiệp. Vì nếu không có em ở bên cạnh thì ước mơ kia đối với anh cũng như một mơ mình, và cố quên đi những gì thân thương nhất suốt mấy năm trời đã gầy dựng chắc chiêu. Nhưng chẳng biết mình cố quên được không, vì khi cố quên người ta càng thấy nhớ. Nhớ làm sao những buổi tan trường dài sánh dài nhau trên những đó. Anh đã cố hết sức rồi, nhưng chắc anh cũng thừa biết gia đình em chỉ có một mẹ một con, chuyện lớn chuyện nhỏ má em đều gánh vác. Chỉ mong sao cho em mau sớm ăn học thành tài và có một nơi vững chắc để em gửi gắm đời. Mà anh đó, anh cứ lần lựa mãi à. Anh hết hứa thế này rồi lại hẹn thế kia, để má em cứ chờ cứ đợi. Ngày qua ngày cũng đã hơn một năm, tới hôm nay có lẽ không còn chờ đợi nữa, nên vì vậy mà má em mới quyết định gả em cho người khác phải không? Phải. Không lẽ vì lý do đó mà má em nỡ chia cách tình cảm của chúng ta? Anh nói vậy nghĩa là sao? Anh sợ còn một lý do khác. Anh Lễ, anh cứ làm đúng điều kiện của má em nói, chắc chắn là không còn một lý do nào để có thể chia cách tình cảm của chúng mình nữa đâu. Được rồi, anh sẽ cố gắng. Có chết anh cũng quyết tìm cho bằng được một công việc ổn định ở Sài Gòn. Anh Lễ, thời hạn chỉ định có một tháng nữa thôi. Anh sẽ cố gắng tìm bằng được, vì anh không muốn mất em. Anh không muốn mất em. Qua anh Lễ. Chạy hết đầu này tới đầu nọ, cúi đầu khom lưng năn nỉ ỉ ôi.
Nhiều lúc cảm thấy mình còn thua con chó nữa. Cuối cùng rồi cũng có kết quả gì đâu. Anh Lễ, tình yêu, sự nghiệp coi như đã hết, hết rồi. Anh Lễ à, anh đừng uống nữa, anh uống nhiều lắm rồi. Phải uống, uống để quên, quên hết đi. Nhưng em thấy anh càng uống anh càng nhớ, chứ có quên được gì đâu. Em nói đúng, nhưng ngay lúc này anh không uống rượu thì anh còn biết phải làm gì đây? Anh nghe lời em, nghỉ ngơi một chút cho khỏe đi, rồi chiều hay tối gì đó gia đình ngồi lại bàn bạc với nhau coi còn cách nào khác không. Không còn cách nào đâu. Anh đã bỏ cái mảnh đất Sài Gòn trở về quê thì coi như anh đã chịu thua rồi. Anh nói vậy sao được, còn nước thì mình còn tát chứ. Trong vòng một tháng nếu không xong thì người ta sẽ cắt đứt tình cảm của anh. Người yêu của anh sẽ đi lấy chồng, bỏ anh một mình, anh muốn chết cho xong. Anh Lễ đừng có uống nữa. Anh muốn chết đi để anh quên, quên hết mọi chuyện trên đời, quên cái tình nghĩa, cái tình người đối xử với nhau. Chết đi, chết đi, chết đi. Trời ơi, đừng có uống nữa mà. Anh nhớ kỹ coi, có nơi nào anh chưa tới xin việc không? Tất cả địa chỉ này anh đã đi hết. Không phải một lần đâu nghe, anh tới 5-7 lần lận đó. Nhưng ai ai cũng nhìn anh bằng cặp mắt lạnh lùng, tiếp đãi với anh như một thái độ dửng dưng. Khốn nạn, khốn nạn mà. Không có nơi nào hứa hẹn với anh điều gì hay sao? Không. Có chứ. Chỗ này nè, chính miệng ông giám đốc hứa hẹn với anh đủ thứ. Anh tới nhà lấy giấy tờ rồi nhận việc luôn. Anh có tới không? Sao lại không? Anh mừng còn hơn là tìm được vàng nữa. Nhưng khi tới thì lão ta có thèm tiếp anh đâu. Lão ta để cho con trai của lão tiếp anh. Rồi con trai ông ấy nói gì với anh? Có nói gì đâu. Đuổi anh như đuổi một con chó. Họ đâu biết là họ đã vô tình giết chết tình cảm của anh. Coi như là họ đã giết chết anh rồi. Anh hai,
đâu mà độc ác quá. Nhìn anh hai em như vậy em xót xa quá. Cũng phải chịu thôi. Tụi mình quê một cục, biết giúp được cái gì. Phải chi cái chuyện đắp bờ nhổ mạ cút đất lên dòng thì anh làm cái rụp à. Còn đằng này, không lẽ cứ đứng đây nhìn anh hai em đau đớn như vậy. Biết làm gì hơn. Không, không thể như thế này được đâu. Vậy thì em định tính sao? Em cũng không biết tính sao đây nữa. À, anh đưa em cái địa chỉ nè. Anh Hảo à. Cái gì? Em tính đi lên Sài Gòn kiếm nha. Em tính đi Sài Gòn hả? Dạ. Đi lên Sài Gòn để làm gì? Cỡ như anh Lễ mà còn phải chịu thua kìa. Biết đâu có sự lầm lẫn nào đó. Không lẽ người lớn như cái ông giám đốc lại nói không giữ lời. Người ở trên thành phố không giống như người ở dưới quê mình đâu. Không ai giúp ai một cách bình thường cả. Muốn được việc thì phải có cái gì đó để gọi là quà, đem đi để đút lót cho ông nọ bà này. Thôi tưởng chuyện gì khó khăn, chuyện đó cũng dễ thôi, em sẽ lo xong ngay. Chuyện to như vậy á, em nói nghe dễ ẹc à. Em lấy gì để lo, nói thử anh nghe. Thì còn mấy trái bưởi, thêm một chục hột gà, với vài ba ký nếp coi như lo xong rồi. Em đúng là nhà quê à. Ai cần mấy thứ kia mà em tính đem cho. Mấy thứ này coi vậy cũng phải 5-7 chục. Chỉ có 5-7 chục thôi à, thì có đáng gì đâu. Trời đất quỷ thần ơi, 5-70 ngàn chứ có ít ỏi gì đâu nói vậy. Làm đổ mồ hôi sôi nước mắt gần cả tháng trời mới kiếm được trời. Đối với mình á thì lớn lắm, nhưng đối với mấy người ở trên thành phố á thì không có nhậm nhò gì hết á. Vậy chừng bao nhiêu họ mới chịu? Cỡ bạc triệu à. Mèn ơi, dữ vậy hen. Như vậy thì biết tìm ở đâu ra. Họ đã giết chết tình cảm của anh rồi. Coi như là họ đã giết chết anh rồi. Họ đã giết anh rồi. Cho dù sao em cũng phải đi một chuyến. Diệu, em vẫn quyết định đi hả? Ừ. Anh đi cùng với em nghe. Không cần đâu, anh ở lại đây coi chừng anh hai em giùm em đi nghe. Rồi nếu như anh hai thức dậy hỏi em rồi anh biết trả lời sao? Thì anh cứ nói là em đi Sài Gòn mua sắm chút ít để chuẩn bị cái ngày đám cưới của tụi mình hen. Diệu, nhưng em phải đi thôi. Ba đã dặn con rồi, cậu ấy tới thì cứ đưa hồ sơ cho cậu ấy, rồi kêu cậu ấy tới công ty nhận việc liền. Vậy mà con... Tại cái số của thằng đó xui, nó tới ngay cái lúc con đang bực mình. Mạnh à. Dạ. Con cũng đã gần 30 tuổi rồi, tu tỉnh lại để làm ăn, còn tính tới chuyện vợ con nữa chứ. Gia đình mình có thiếu hụt gì mà con phải làm lụng chi cho nó mệt xác. Còn chuyện vợ con, thích thì lấy, không thích thì thôi. Mạnh à, ba má chỉ con mình con đó. Ba thì lúc nào cũng tất bật với công việc, còn con hết Vũng Tàu tới Đà Lạt, con bỏ má con thui thủi trong ngôi nhà rộng lớn này, tội nghiệp lắm con. Nói tới nói lui thì ý của ba muốn con cưới vợ để má con có cháu nội hữu hỷ phải không? Phải. Vậy thì con nói cho ba biết luôn, bạn gái của con thì nhiều vô số kể, nhưng con chưa thể chọn ai làm vợ được hết á. Ba biết, nên ba đã bàn bạc với má con, đích thân ba má sẽ chọn vợ cho con. Đây cũng là chỗ thâm tình, thân nhau như trong gia đình. Ai mà nghe nói quá là thân mật, quen biết như thế nào với má với ba? Gia đình này tuy quen mà cũng lạ, vì hai nhà từ lâu mất liên lạc, vừa gặp lại
gần một tháng nay. Nhưng mà với con thì hoàn toàn xa lạ, vì chưa bao giờ con đây được gặp mặt. Chỉ sợ rằng như mấy cô trước, coi mắt một lần rồi giống tuốt luôn. Cô bé này có học lại đàng hoàng, đẹp người đẹp nhất, không chế được vào đâu. Ba cứ cho con gặp mặt là sống liền, tôm xấu thế nào con sẽ biết ngay. Được rồi, ít hôm nữa ba sẽ đưa con đến nhà người ta. Con cũng phải nói trước, con phải ưng thuận mới được à. Có bao giờ mà ba ép buộc con điều gì đâu. Nhưng lần này con thấy ba đặt hy vọng nhiều quá. À, cũng còn tùy á con. Thôi, bữa nay ở nhà nghe. Ba đi làm à. Ủa, còn má đâu ba? Má con đi chùa từ sáng sớm. Thôi kệ, cứ chịu ông bà già ăn chút để dễ moi tiền. Moi được rồi thì mình tính sao. Mất mát gì đâu sợ. Anh ơi, anh cho tôi hỏi thăm chút. Hỏi gì? Anh cho tôi hỏi thăm, đây có phải là nhà của ông giám đốc Lê Thành không ạ? Phải. Anh làm ơn cho tôi gặp giám đốc một chút đi. Đi rồi, muốn gì mai chiều tới. Anh ơi, anh làm ơn đi mà, tôi ở xa lắm. Tôi gặp ông giám đốc một chút là tôi phải về quê liền. Tôi đã nói. Cô là ai? Cô tìm ông giám đốc Lê Thành làm gì? Tôi là con trai của ông ấy nè. Tôi có thể thay thế ông ấy giải quyết mọi chuyện. Vậy thì may quá. Tôi là em gái của anh Nguyễn Văn Lễ nè. Nguyễn Văn Lễ? Lễ nào kìa? Lễ Lễ mà có lần ông giám đốc hẹn tới đây để lấy giấy tờ rồi đến công ty nhận việc luôn. Nhưng khi tới đây thì... À, thì ra là Lễ đó đó hả? Tôi nhớ rồi. Dạ, đúng là anh Lễ đó đó. Bởi vậy hôm nay tôi tới đây là để... Nếu tôi đoán không lầm thì để nhận giùm anh cô số giấy tờ đó, rồi nói với ba tôi cho anh cô tới công ty nhận việc làm luôn phải không? Màng ơi, giỏi thiệt hen. Tôi chưa nói gì mà anh đã biết tổng tần tần rồi. Tôi có thể thay thế ba tôi giúp cô chuyện đó. Được vậy thì cảm ơn anh nhiều lắm. À, quên nữa, có một chút quà quê biếu gia đình anh ăn lấy Thảo. Quà gì vậy? Nói là một chút chứ cũng nhiều lắm á. Mấy trái bưởi nè, một chục hột gà nè, 5-7 kg nếp nè, thêm 4 bó rau lan nữa đó. Xách tự dưới quê lên đây lận á trời ơi, muốn rụng hai cái tay luôn nè. Có nhiều đó thôi à. Ừ, bao ít hả? Thôi được rồi, anh giúp tôi đi, rồi anh muốn gì tôi cũng chịu hết nè. Cô nói sao? Tôi giúp cô, rồi tôi muốn gì cô cũng chịu theo. Chính miệng cô nói đó nghe. Đã nói là phải giữ lời, không ân hận điều gì cả, phải không? Dạ. Dù có làm ngựa trâu, làm con hầu hay đầy tớ, dù cực khổ hay như thế nào, tôi cũng sẵn sàng chấp nhận. Người đẹp như cô ai mà nỡ lòng để làm đầy tớ con hầu hay là làm ngựa làm trâu. Nè người đẹp như cô đang phải được nuông chiều, được yêu thương, được săn sóc nâng niu. Mèn ơi, tôi đẹp cái nỗi gì? Tay lắm chân bùn, suốt ngày cứ dầm mưa dãi nắng à. Qua đồng cỏ nổi cũng phải có cái đẹp riêng của nó chứ. Anh cứ ghẹo tôi hoài. Không có đâu, tôi nói thiệt á. Nhưng... Thôi, cô chờ tôi một chút nha. Dạ. Dắt vô trong lấy giấy tờ của anh hai đưa cho mình cái gì? Nè,
Mời cô uống nước đi. Vậy mà tôi tưởng đi lấy giấy tờ của anh tôi đưa cho tôi chứ. Thì cô uống nước đi, vội vàng gì. Dạ, uống hả? Ừ, uống nước đi. Uống hết luôn, uống hết luôn. Dạ. Hết luôn. Uống hết luôn. À, rồi đâu sẽ vào đó thôi. Giỏi, giỏi lắm. Bây giờ tôi sẽ giao hết giấy tờ của anh cô cho cô. Như thế thì anh cô đã có thể tới công ty của ba tôi để nhận việc. Anh cứ đưa cho tôi. Nhưng tôi muốn gì cô cũng phải bằng lòng hết đó nghe. Được, được mà. Tôi nói rồi. Anh ơi. À, sao vậy? Sao? Sao? Sao mà tôi buồn ngủ quá. Ngủ. À, đúng. Đúng là hoa đồng cỏ nội cũng có cái đẹp riêng của nó. Đừng giận tôi nha. Diệu, nghe thằng Hậu nói với anh là em đi Sài Gòn mua sắm chút ít đồ đạc để chuẩn bị ngày cưới phải không? Dạ phải, em mới về tới. Ờ, ủa, có chuyện gì mà em khóc vậy? Dạ đâu có, em đâu có khóc. Nước mắt còn đầm đìa trên mặt kìa. Tại em vui quá nên mới vậy. Có chuyện gì mà em vui tới chảy nước mắt? Em đã nhận được số giấy tờ cho anh tới công ty của ông giám đốc Lê Thành làm việc. Hả? Diệu, em đùa với anh đó hả? Không, em nói thiệt. Nè, anh coi đi là biết liền à. Đúng rồi, có cả quyết định nữa. Diệu, em làm thế nào mà người ta chịu đưa cho em số giấy tờ này vậy? Em có làm gì đâu. Em nói người ta biết hoàn cảnh của anh, chắc người ta thấy người ta thương, người ta mới đưa số giấy tờ đó cho em. Dễ dàng vậy sao? Dạ. Phải á. Thiệt mà. Diệu, anh như người vừa chết đi sống lại. Vậy mà anh cứ tưởng là anh mất tất cả rồi. Thôi, thôi, anh phải đi gấp cho chị Hoa hay. Chị Hoa mà biết cũng rất vui. Anh đi. Anh cứ đi. Sao em buồn vậy? Mắt mày bí xị. Không có, em cũng rất mừng. Nhìn mặt em là biết liền hả? Tánh em như thế, mỗi lần mừng vui thì nước mắt chảy cái mặt buồn yêu. Diệu ơi, em bỏ tật đó đi. Dạ.
sửa lại như lời anh dạy. Em hái nở nụ cười, em cười rồi nè. Đó, em cười đó, anh thấy không? Ừ, như vậy phải coi được không? Thôi, anh đi nha, anh đi nha. Dạ. Anh hai, làm sao mà em có thể vuông được? Người ta cướp mất đời con gái của em rồi. Hòa, anh đã nói thì nhất định anh phải làm cho bằng được. Em cũng không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ đến như vậy. Anh phải vất vả lắm, mọi chuyện mới suôn sẻ như vậy đó. Em biết. Dù vất vả thế nào, anh cũng cố chịu đựng, để chúng mình mãi mãi được ở bên nhau. Và từ bây giờ, không ai có thể chia cắt tình cảm của chúng ta nữa phải không anh? Vậy thì bao giờ má em mới cho anh bước tới? Thì ít hôm nữa, em và má em sẽ xuống dưới quê anh. Trước á là để má em biết nhà biết cửa, rồi sau đó là... Sau đó thế nào? Nói đại đi, người ta nóng ruột muốn chết đây nè. Thì sau đó là chọn ngày lành tháng tốt để anh và em tính tới cái chuyện ăn kiếp ở đời. Cũng chẳng còn bao lâu, nội trong năm nay anh á chuẩn bị cũng vừa rồi. Trời đất, đây có phải là sự thật hay chỉ là một giấc mộng? Sự thật đúng là thế kia. Anh không muốn sao mà cứ gọi đất kêu trời vậy hả? Anh đã đợi chờ chuyện này từ lâu lắm. Anh cũng không ngờ hôm nay thì cũng đã đến. Nên không giữ được bình tĩnh. Vậy mà em cứ tưởng anh có điều gì đổi thay. Hòa, em hiểu anh hơn ai hết mà. Vậy mà em còn nói như thế. Thôi được rồi, em không tin, anh thề cho em tin ha. Thôi đi, em không có cần anh thề thốt gì với em hết á. Mà em chỉ có cần anh á là làm cái gì đó cho em tin nè. Em muốn anh làm cái gì để cho em tin á thì em nói đi. Có chết á anh cũng cố làm cho bằng được mà. Anh này, ai muốn anh chết đâu mà anh nói em vậy. Em á chỉ cần anh đưa em đi mua sắm chút ít gì để chuẩn bị tiếp má em với em. Tưởng chuyện gì, chuyện này thì dễ thôi. Đi em. Đó, chồng sắp cưới của ông Hoa đó. Cháu tưởng ai, người này cháu biết. Mạnh, cháu nói sao? Cháu biết thiệt hả? Xa lạ gì đâu, nó là nhân viên của ba cháu. Vậy sao? Đúng như vậy, cháu cũng không biết nó hơn cháu được cái gì mà bác chịu gả em Hoa cho nó. Thiệt tình mà nói, nếu như con Hoa nó được làm vợ của cháu thì phước đức ba đời của nó đó. Nhưng mà ngặt một nỗi là bác đã lỡ hứa với nó rồi, bác không thể nào thất hứa với nó được. Chẳng lẽ chỉ vì một lời hứa mà bác nỡ đẩy Hoa vô chỗ chết? Chắc chắn rồi đây Hoa sẽ khổ suốt đời. Mạnh, cháu có quá lời không? Bác thấy thằng này cũng được chứ, học giỏi, gia đình cũng đàng hoàng. Học giỏi? Cháu công nhận là nó học giỏi.
Nhưng còn cái chuyện gia đình đàng hoàng, bác biết gì về gia đình của nó mà bác dám cho là đàng hoàng? Bác thì bác nghe Hoa nó nói lại. Vậy là bác và cả Hoa đã bị nó lừa rồi. Mạnh, cháu nói vậy nghĩa là sao? Nghĩa là bác ơi, cháu nói ra cháu sợ người ta nói cháu ganh tị với thằng đó. Còn nếu như không nói ra thì coi như cháu đã tiếp tay hại đời em Hoa. Cháu càng nói bác càng nóng ruột. Từ từ rồi bác cũng biết thôi, nhưng quan trọng là khi bác biết, bác phải làm thật là mảnh tay, nhất định bác phải chặt đứt ngay. Tánh của bác thì trước sau như một, đã hứa thế nào thì giữ đúng thế kia. Nhưng nếu như có gì gian dối, bác không thèm nhìn tới cái bản mặt, thì đừng mong chi lui tới nhà này. Bác à, bác nói như thế thì cháu mới vững lòng. Cháu đủ can đảm nói chuyện này. Một câu chuyện không ai ngờ được đâu, nhưng đó là câu chuyện gì bác cháu hãy nói liền. Bác nóng lòng muốn rõ trắng đen. Thì chuyện gia đình của thằng đó nó thúi từ trong ruột thúi ra. Dựa vào đâu mà cháu dám nói vậy? Thì dựa vào cháu không, có chứng cớ đàng hoàng cháu mới dám nói như vậy. Chứng cớ đâu? Cháu không có mang theo. Chiều nay cháu mang tới, lúc đó thì bác sẽ rõ trắng đen ngay. Thôi, cháu về nghe bác. Mạnh, Diệu ơi, gia đình chị Hoa cũng sắp tới rồi đó. Bác sẵn ống nước nóng để chút nữa châm trà. Nè, còn bao nhiêu con gà bác làm hết đi. Sẵn tay chặt luôn cho mình cái bắp chuối đen lát trộn gỏi nha. Còn chuyện này nữa. Tuốt ở ngoài mé sông đã nghe cái giọng anh ơi ới rồi. Trời đất, linh thiệt à nha. Mới nhắc là em tới liền hà. Còn má đâu em? Không biết có chuyện gì mà má em cứ ghé chỗ này hỏi thăm một chút, rồi ghé chỗ kia hỏi thăm một chút. Chắc bây giờ đang ba điều bốn chuyện gì với ai đó nên chưa có tới. Không có chuyện gì đâu. Thông thường thì người mẹ nào sắp gả con cũng muốn tìm hiểu cặn kẽ coi bên chồng của con gái mình ra sao đó mà. Phải công nhận là bà già kỹ thiệt cái nha. Kỹ được như vậy là tốt chứ có sao đâu em. Cũng may là anh thật thà, có làm sao nói vậy anh mới khen tốt. Nếu không phải gặp người nào có tâm địa xấu xa thì không có yên với má em đâu. Anh tin là sau khi nói chuyện với những người ở đây, má em sẽ thương anh nhiều hơn. Và má em sẽ... Cũng tự tin quá. Dạ thưa bác. Má, sao lâu quá vậy má? Má có một chút chuyện cần hỏi lối xóm của cháu Lễ. Má thấy thế nào? Thấy thế nào thì để má sẽ nói riêng với cháu Lễ. Má, em thấy chưa? Lần đầu tiên mà má em nói chuyện riêng với anh đó. Tốt rồi. Em ra làm sao phụ với con Diệu một tay đi. Mọi chuyện để anh lo cho. Đi. Lễ à, nếu bác nhớ không lầm thì cháu có nói với bác là cha mẹ cháu mất sớm, gia đình chỉ còn cháu với một đứa em gái. Dạ đúng như vậy đó bác. Cháu còn nói em gái cháu hiền hậu nết na lắm phải không? Dạ phải, ai cũng khen vậy. Không những hiền hậu nết na nè, mà còn giỏi nữa. Bác biết không, ngày nào cũng vậy, gà chưa gai sáng nó đã ra đồng. Dải phân tan nước, nhổ cỏ đắp bờ, nó làm thế kia từ sáng tới trưa rồi tới tối luôn vậy đó. Em cháu giỏi như vậy là nết na hiền hậu, thật là khó tìm ra được một người thứ hai. Cháu không nói quá sự thật như thế nào thì cháu nói như thế, không thèm thêm bớt điều gì.
Bác gặp mặt cô ta là bác sẽ biết ngay, chứ không cần phân minh. Dạ, nó đang bận công việc, chút xíu nữa bác sẽ gặp. Bác muốn gặp mặt nó ngay xem cô ấy ra sao. Nếu bác muốn vậy thì con kêu nó lên đây cho bác gặp. Bảo đảm là bác gặp mặt nó hả, bác có cảm tình liền đó. Thì để coi. Diệu ơi, Diệu à, em bỏ đó cho chị qua coi chừng đi. Lên đây anh biểu một chút nè. Dạ, anh gọi em. Đây là má của chị Hoa đó. Dạ, cháu chào bác. Thưa bác, em gái của con đó bác. Ồ, đúng rồi, không thể nào lầm lẫn với ai được. Thưa bác, hình như có chuyện gì phải không bác? Phải, đúng là đã có chuyện. Nhưng chuyện gì mà con thấy bác có vẻ căng thẳng quá vậy? Làm sao mà tôi không căng thẳng được? Người ta đã xúc phạm tới gia đình của tôi. Người ta nào? Người ta là ai? Ai đã xúc phạm đến gia đình của bác? Ai à? Thôi, cậu đừng làm bộ ngây thơ nữa. Thưa bác, cháu... Chính cậu đó. Tới lúc này thì cậu nên lột cái mặt nạ của cậu ra đi. Con Hoa nó còn trẻ người non dạ, nên mới dễ để cho cậu gạt. Còn tôi già rồi, từng trải với cuộc đời cũng nhiều rồi, cay đắng ngọt bùi tôi đều nếm hết, nên cũng có chút kinh nghiệm cho mình để đối phó với những hạng người gian manh giống như cậu, đồ xảo trá lọc lừa. Bác nói gì mà không hiểu được? Con nghĩ là con không sai trái chuyện gì, thì tại sao bác lại quá nặng lời? Hay là bác đã lầm lần điều chi? Lần thứ hai tôi thật tình khuyên cậu lột ngay cái mặt nạ đã che đậy cho mình, để ai ai cũng tưởng cậu là người hiền lành, nhưng thật ra là một thằng đá cá lăn dưa. Bác à, chuyện gì cũng phải có chứng cớ chứ. Nếu như cậu thật sự đang cần... Dạ, con rất cần để làm sáng tỏ ra. Vậy thì chắc chắn sẽ có liền. Chứng cớ đâu? Cháu đang chờ đợi. Nhưng trước tiên tôi muốn hỏi cậu một đôi điều. Cháu hứa sẽ không giấu giếm chuyện gì, chỉ mong rằng bác sẽ hiểu cháu hơn. Đứa con gái mà cậu hết lời khen tặng, vừa giỏi giang vừa nết na hiền hậu, có đúng như những lời khen đó hay chỉ là bề ngoài, còn bên trong nó xấu xa? Đúng là bác đã lầm lẫn thật rồi. Em gái con biết rõ hơn ai. Thì cậu thử hỏi em gái của mình, lời nói của tôi có đúng hay không? Diệu, em... Không, không, em... Em... Em không có làm điều gì xấu xa cả. Đó, em gái cháu đã trả lời rồi đó. Anh em cậu đóng kịch cũng hay lắm. Bác, hay là bác đã nghe ai nói gì? Nếu cần, bác cho cháu gặp, ba mặt một lời sẽ sáng tỏ ngay. Đây, tôi nghe mấy tấm hình này nói nè, cậu coi đi. Phải là em gái của cậu không? Chẳng có một mảnh vải che thân, đúng là loại điếm chuyên nghiệp mà. Diệu! Anh hai! Em! Không nè! Cậu mạnh tay quá, coi chừng em gái cậu nó hư thai đó. Bác! Bác nói gì? Nếu tôi đoán không lầm thì em gái của cậu có thai cũng gần 2 tháng rồi đó. Trời ơi, nhục quá nên trời. Anh hai ơi. Đi, đi. Mẹ, anh
nhà con. Má là người rứt ruột đẻ ra con. Nếu cái đau mà con đang mang thì má là người hiểu rõ con mình. Má biết chữ tình con đang mang thì con chọn cho mình một người bạn trăm năm được vừa ý thì không phải về. Nhưng kiến ngõ nhà ta cũng dễ dàng sụp đổ nếu như sai lầm trong những bước con đi. Mơ Hoa, bây giờ tùy con quyết định, nhưng con nhớ là phải quyết định thế nào để má còn dám dòm mặt họ hàng chứ. Má, má không muốn nghe ai nói bên chồng con là cái thứ nhút nhơ ghê tởm. Má, má. Hoa, em đừng đi mà. Tôi còn ở lại đây để làm gì chứ? Hoa, em hãy nghe anh nói. Anh còn muốn nói gì nữa? Suốt mấy năm qua anh lường gạt tôi như thế chưa đủ hay sao? Không, anh không hề lường gạt em. Mọi chuyện đã sờ sờ trước mắt, anh có níu kéo lại chỉ uổng công thôi. Hoa, cũng may là má tôi đã rào trước đón sau, nếu không thì chắc tôi phải ân hận suốt cuộc đời mà không dám than thở điều gì tại quá khờ, phải cam chịu thế thôi. Anh đã đến với em bằng xảy ra. Anh không hề biết điều gì, em tin anh lần này chỉ lần này nữa thôi. Nhưng giờ đây tin hay không tin còn ý nghĩa gì nữa chứ? Trước mắt má tôi, anh là một tên lọc lừa xảo trá. Còn đối với tôi thì tất cả yêu thương đã trở thành thù hận từ bây giờ. Làm cho tôi khổ, tôi đau. Mai mốt này tôi cũng chẳng biết ra sao, nhưng chắc chắn là tôi buồn lắm. Tôi buồn cho cuộc đời
đời đầy gian vui. Tôi buồn cho tôi sao duyên phận quá bé bàng. Anh đã nói hết lời rồi mà má em với em vẫn dửng dưng như vậy. Anh Lễ mà anh sẽ giết chết con Diệu để thử coi má em với em có tin không. Đừng, tất cả đã ăn bài như vậy, không còn cách nào làm lại được đâu. Mình nên nói với nhau những điều sống tươi để cả hai không bận biểu trong lòng. Em nỡ nào dứt khoát như vậy sao Hoa? Phải Hoa, em anh Lễ, nếu như anh muốn hỏi tại sao tôi lại tuyệt tình như thế, anh hãy tự hỏi mình có tại sao. Chào anh Hoa. Hoa, tại sao mọi chuyện lại kết thúc như vậy? Tại sao? Tại sao? Anh Hai, tao đã biểu mày đi rồi mà. Nhưng em biết đi về đâu bây giờ? Đi đâu? Chuyện đó là chuyện của mày. Anh Hai, thôi, em lại anh mà. Mày, mày hãy đi ngay, đừng bao giờ để tao thấy mặt. Mày, mày chính là người phá nát cuộc đời của tao. Kể từ hôm nay thì tình yêu và cả sự nghiệp tao không còn thứ chi. Mày, mày đã vừa lòng chưa? Cho tao xấu mặt với người ta. Anh Hai, em nào muốn mình làm như vậy? Tại em quá thật thà và quá dễ tin, nên đã bị người ta lường gạt. Thôi, im đi, mày đừng dài dòng để chạy. Hãy đi khỏi đây ngay, đồ đồ mất nết hư thân. Anh Hai, đi. Anh Hai ơi, người ta cố tình dăm cạm bẫy em của anh dại khờ nên xa chân lờ bơ, phải dừng mang nỗi cảm anh.
anh em mình cũng sâu thẳm. Anh hãy nghĩ lại mà rộng lớn thứ tha. Anh có còn nhớ cái lúc mà tía sắp ra đi, nhìn anh nhìn em tía dặn dò mai, hai anh em bay hãy thương yêu đùm bọc, đừng ghét bỏ nhau mà tía không thể yên lòng. Mày còn dám nhắc tới tía nữa à? Mày đã làm nhục trong hồn của tía rồi đó. Cái đồ mất hiếu, tao không có để em lăn lộn như mày. Anh ơi, đi đi. Em sẽ ra đi, giờ ra đi mãi mãi, chắc không bao giờ trở lại nơi đây. Chỉ tiếc là trong những ngày sắp tới, không còn được tận tay chăm sóc cho anh, không còn được ngồi dưới gốc cây ngoài ngõ, hương mắt đợi chờ mỗi lúc chiều buông. Rồi mỗi lần bất chợt thấy bóng ai thấp thoáng, cũng gọi thật to anh hai của tôi về. Một lần, hai lần, rồi bao nhiêu lần nữa, tôi vẫn đợi chờ nhưng cô thấy ai đâu. Lòng mới thầm nhủ thôi thì mai hay mốt anh hai tôi cũng về, anh ấy không bỏ tôi đâu. Thôi đủ rồi. Rồi mai, rồi mốt, rồi cả tháng, tôi có thấy ai về đâu. Nhưng ngày nào tôi cũng chờ cũng đợi mà lòng rất vui. Đủ rồi, đi, đi đi. Em đi, em đi đây. Trời ơi, cái gánh nặng nhục nhã mà anh phải vương vấn. Nhưng anh có biết đâu, vì quá thương anh, vì muốn anh có sự nghiệp và tình yêu, nên em mới ra nông nổi như thế này. Đã bao nhiêu lần em muốn nói cho anh biết, nhưng nói ra chỉ làm cho đau khổ và khó xử cho anh thôi. Vì vậy em mới câm nín cho tới ngày hôm nay. Thôi thì sống em giữ kín câu chuyện này, còn chết em sẽ mang theo. Diệu, em làm gì đó? Trời ơi, hay là em định tự tử? Không, em không thể nào làm như vậy được. Không, anh Hậu, em phải sống, em phải sống. Em sống làm gì khi đã mất tất cả? Em không mất gì cả, em còn anh hai em, em còn anh nữa mà. Đối với anh hai thì em là người mang nhục nhã tới, còn đối với anh em
kẻ phản bội tình yêu. Sống làm chi chỉ phiền muộn cho hai người, thà rằng cứ để em chết đi, như vậy có lẽ sẽ còn vẹn đôi đường. Người ở lại không phiền muộn sầu đau, kẻ ra đi cũng chẳng còn biết khi, rồi thời gian chắc chắn sẽ xóa mờ, tất cả sẽ chìm sâu vào lãng quên. Với anh hai thì anh không biết thế nào, thì tự mình lừa dối, còn nói có chỉ làm cho em khổ thêm. Thôi cứ cầm bằng coi như đó là một cơn ác mộng, chợt đến chợt đi như gió thoảng bên trời. Đường còn lại vui hay buồn rồi cũng sẽ phôi phai. Nếu một lúc nào chợt nhớ nỗi đau xưa thì em cứ khóc như chưa từng được khóc, nước mắt kia sẽ chảy ngược vào lòng, sẽ cuốn trôi đi những đau buồn mất. Linh tính rằng trong chuyện này em không có lỗi, nhưng giờ đây mọi người đã nhìn em bằng đôi mắt khinh khi. Diệu à, anh sẽ đưa em đi tới một nơi xa lạ, tới một nơi chẳng còn ai thân quen. Mình sẽ làm lại như buổi đầu gặp gỡ, mình sẽ cùng nhau nên vợ nên chồng. Cánh đồng hiu quạnh, một mảnh vườn nằm cạnh bờ sông. Sáng từng sáng anh dầm mưa cuốc đất, chiều từng chiều em dài nắng tươi cây. Vợ chồng quê với bao vất vả, những thâm tình thì nắng tỏ biển đông. Càng rộng lượng bao nhiêu thì em càng cảm thấy thẹn với lòng bấy nhiêu. Diệu, anh nói thiệt đó. Hậu, nhưng em không còn xứng đáng với hạnh phúc đó đâu. Diệu, anh... Thôi, nếu em không còn nghĩ tới anh hai em, không còn nghĩ tới anh, thì em cũng phải nghĩ tới đứa bé còn nằm trong bụng. Dù muốn hay không thì nó cũng là con của em đó. Nó không có tội gì hết á. Anh Hậu. Diệu, nín đi em, nghe lời anh.
mình bỏ xứ đi nghe Diệu. Đúng rồi, quên luôn đứa em độc ác. Chính nó đã hại đời mình tiêu tan. Chính nó là con ác quỷ, nó hiện diện trên đời để gieo bao tàn sống. Uống cho quên luôn. Mặt nghe chưa, tao gặp mày ở đâu là tao giết chết mày liền, để mày sống trên đời này mày còn hại người ta. Giết chết liền, để mày sống trên đời này mày còn hại người ta. Giết chết liền. Chuyện là như vậy đó. Hèn gì, từ cái lúc em đi Sài Gòn về tới giờ anh thấy em buồn hiu hả? Thà rằng không biết gì hết, chứ biết anh hai như vậy thì làm sao mà em không buồn được. Nhưng mà em buồn thì có giải quyết được cái gì đâu. Em cũng biết vậy, nhưng không hiểu sao mà em cứ rai rứt ở trong lòng hoài à. Nếu như em có lỗi trong chuyện đó thì em rai rứt, còn không thì thôi. Không, em không hề có lỗi trong chuyện đó. Anh biết, nên anh mới đưa em về đây, mới đối xử với em như vậy. Dù biết rằng mình không có lỗi, nhưng sao
em vẫn... Diệu, hay là em nói cho anh biết tại sao em gặp phải hoàn cảnh đó. Biết đâu như vậy em sẽ cảm thấy nhẹ nhàng thanh thản. Tại sao mà em phải gặp phải hoàn cảnh như vậy? Thôi, chuyện buồn lắm, đừng khơi lại nữa. Nè, còn cha thằng Cú Tí là ai? Em có thể cho anh biết không? Hạng người đó độc ác lắm, em không muốn nhắc tới. Ờ, tại sao hôm nay anh lại quan tâm đến chuyện đó? Hay là anh... Không, anh không có ý gì hết. Anh chỉ sợ một ngày nào đó người ta tới đây bắt lại thằng Cú Tí. Không bao giờ có chuyện đó xảy ra, vì không ai có quyền làm như vậy. Nhưng nếu chẳng may chuyện đó xảy ra, anh cũng không biết làm sao mình sống nổi nữa. Anh Hậu, anh nói thiệt đó, đời của anh giờ đây chỉ còn em và con là hai người thân thuộc. Nếu như anh phải xa một trong hai thì thà để anh chết quách cho xong. Sống để làm gì, phải chiếu cánh ly tan. Mỗi người ở một nơi thì còn buồn nào. Em nói thiệt không đó? Thiệt mà. Gia đình của anh đang êm ấm như vậy đó, ai mà tới phá đám hả? Anh không để yên đâu, anh ăn thua đủ liền đó. Thôi thôi, có ai tới phá đám gì đâu mà hò hét lên như vậy à? Anh nói thiệt. Anh đã nói thôi rồi mà. Ờ vậy? À, bên anh Bảy mời đám giỗ trưa rồi, sao không chịu đi? Thì đi nè. Ủa, đi đám giỗ làm sao đi vô đó? Thì vô bồng Cú Tí theo chơi. Thôi, con nó ngủ rồi. Ủa, nó ngủ hả? À, chừng nào nó thức dậy á, em bồng nó qua nhà anh Bảy liền nha. Vắng nó một chút á, anh nhớ anh chịu không nổi. Anh đi nghe. Anh Hậu này làm sao? Tự nhiên nó suy nghĩ rồi nói lung tung à. Coi như mình cũng đã yên nơi yên chỗ rồi. Chỉ tội nghiệp cho anh hai, không biết rồi đây anh sẽ ra sao. Trời ơi, nếu như anh ấy gặp phải chuyện gì thì mình đau xót lắm. Anh hai ơi, dù anh có thù ghét em như thế nào, em cũng vẫn mãi yêu thương anh. Phải chi mà ngay lúc này em giúp được gì cho anh, chắc là em vui sướng lắm. Cô ơi, cô cho tôi hỏi thăm nhà cô Diệu ở đâu? À, dạ đây nè. Còn tôi là Diệu đây. Cô là cô Diệu? Dạ phải. Còn ông? Ông là... Có lẽ là một người xa lạ đối với cô phải không? Nhưng thật ra thì cũng quen thôi. Nhưng mà tôi chưa từng gặp mặt ông bao giờ. Nhưng tôi chắc chắn là cô từng nghe qua tên tôi. Ông... Tôi là giám đốc Lê Thành. Ông là giám đốc Lê Thành? Như vậy ông là... Là cha của kẻ đã phá hoại cuộc đời cô. Nhưng mà tại sao ông biết ở nơi này mà ông tìm tới?
Tôi đã tốn kém rất nhiều công sức và tiền bạc mới tìm được tới nơi đây. Nhưng ông tới đây để làm gì? Để... Nhưng thôi, để làm gì tôi cũng chẳng cần biết tới. Tốt nhất là ông nên rời khỏi nơi này ngay. Cô Diệu, tôi biết thằng con trai của tôi đã gây ra rất nhiều bất hạnh cho cuộc đời cô. Nhưng cha mẹ sanh con còn trời sanh tánh đó cô à. Đúng là nó rất xấu xa, nhưng đừng vì thế mà cô đánh giá tôi không tốt. Tôi... quả là tôi hơi quá lời, xin ông bỏ qua. Nhưng mà tại sao tôi quá lời như vậy? Chắc ông cũng hiểu mà. Tôi hiểu và không dám trách cô điều gì cả. Giờ đây tôi mong cô hãy để cho tôi nói ra những gì mà tôi muốn nói. Nhưng trước lúc ông nói, ông có thể hứa với tôi chuyện này được không? Chuyện gì? Cô nói đi. Ngoài ông ra thì ông đừng để ai tới đây nữa, nhất là con trai của ông đó. Tôi không muốn nhìn mặt hạng người này nữa. Cô yên lòng, thằng con trai của tôi sẽ không còn dịp nào tới đây nữa đâu. Ông nói vậy là sao? Nó chết rồi. Chết? Phải. Có lẽ là trời cao đã trừng phạt, bắt nó mang căn bệnh nan y, tốn hao biết bao tiền bạc, cuối cùng rồi nó cũng ra đi. Người mất đi không nhắc lại làm gì, xin chia sẻ cùng ông nỗi buồn này. Nhưng có ngờ đâu, trước giờ vĩnh biệt, nó nói rất nhiều, nước mắt rưng rưng, rồi nói với tôi nó rất là hối hận, dài rất trong lòng trước lúc ra đi. Hối hận dai rứt à? Tôi cũng không ngờ những lời nói đó được thốt ra từ miệng của nó. Nhưng con trai của ông đã nói gì? Nó nói... Bà, con biết là không sống được bao lâu nữa. Không, con phải sống. Ba chỉ có một mình con thôi. Ba má sẵn sàng đánh đổi sự nghiệp của mình để giữ lấy sự sống cho con. Trễ rồi, sức con đã cạn, lực con đã tàn. Không, không thể như thế được. Ba, con biết ba má yêu thương con nhiều lắm. Vậy mà suốt mấy năm qua con đã làm cho ba má buồn phiền nhiều quá. Ba má tha thứ cho con hết. Con cảm ơn ba, cảm ơn ba nhiều lắm. Được như vậy con mới cảm thấy vơi bớt một phần nào hối hận. Vậy thì con cứ nghỉ ngơi, đừng nói thêm gì nữa. Ba, ba hãy để cho con nói. Con sợ rằng không còn dịp nào để nói nữa đâu. Mạnh, à, con muốn nói gì thì con nói đi. Ba, đời của con đã đến với biết bao cô gái, nhưng có một người đã làm cho con say sức suốt mấy tháng qua. Người ấy là ai? Là em gái của thằng Lễ, nhân viên của ba đó. Thằng Lễ, nó đã nghỉ việc rồi. Hiện giờ nó đi đâu? Nó ở đâu ba không biết. Bằng mọi cách ba phải tìm cho được em gái của thằng Lễ. Để làm gì? Để bù lại những mất mát mà con đã gây ra cho cô ấy. Ba ơi, con đã cướp mất cuộc đời con gái của cô ấy, xô đẩy cô gái ấy vào bước đường cùng. Thân phận chẳng khác bọn bèo, gánh chịu nhục nhã ê chề, đành phải bỏ xứ ra đi. Tàu
chịu nói ra. Từ khi con biết con sắp từ già, cuộc đời này chuyện cũ bỗng quay về, dằn xé trong lòng con. Nhìn trong đôi mắt của con, ba con linh cảm rằng còn có một điều gì con vẫn chưa chịu nói ra. Phải, chính điều đó đã làm cho lương tâm con rai rứt. Vì giữa con và cô ấy đã có với nhau một giọt máu thâm tình. Con đã có con à? Đúng. Bây giờ không biết cô ấy ra sao, còn đứa bé thế nào. Nếu như cả hai gặp phải chuyện gì nữa, con chết đi con cũng không nhắm mắt được đâu. Giờ đây chỉ còn biết cậy nhờ ở ba, ba thay thế con mà chu toàn mọi việc. Ba ơi, trước là để con ta tội cùng cô ấy, sau là để con tròn bổn phận làm cha của mình. Với con người ba, ba hứa ba sẽ tìm bằng được cô gái ấy, ba sẽ tìm bằng được đứa bé kia. Nó là con của con, mà cũng là đứa cháu nội duy nhất của ba má. Chỉ cần một lần hứa như thế cũng quá đầy đủ với con rồi. Con cảm thấy mình thanh thản lắm, như vừa được trút một gánh nặng. Con cũng không ngờ tới giây phút cuối cùng cả hai đều con mong muốn coi như đã xong. Một là được ba má thứ ta, còn hai là chuộc được tội lỗi của mình. Ba ơi, con vô cùng mãn nguyện, con không còn phải hối tiếc điều chi. Con ra đi nhẹ nhàng như cơn gió, không bận biểu gì trước lúc nhắm mắt xuôi tay. Không, con phải sống. Con phải sống để con còn nhìn mặt con của con. Con phải sống để nhìn thấy gia đình mình sum họp. Con phải sống để... Con đau muốn chết, con muốn sống lắm chứ. Nhưng phần số của con đành chị Mãn. Mãn, trời ơi, con tôi đã chết rồi. Tất cả câu chuyện là như thế đó. Rồi hôm nay ông tới đây để làm gì? Tôi tới đây để... Ông đừng nói là để bắt con của tôi đi. Tôi không có quyền gì để làm như vậy. Nếu không phải vậy thì để làm gì? Ông nói đi. Để cầu xin với cô một chuyện. Chắc tôi không giúp được gì cho ông đâu. Chỉ có cô mới giúp được cho tôi thôi. Thôi được rồi, ông nói đi. Chuyện gì? Từ ngày thằng con trai của tôi mất, má nó không chịu đựng được đau khổ. Bà ấy đã gục ngã, không còn sức để gượng dậy. Nếu như cứ kéo dài như thế thì bà ấy sẽ chết thôi. Ông cho là tôi có thể cứu được bà ấy à? Phải. Nói đúng hơn là chỉ có đứa bé. Đứa bé con của con tôi và cô. Chỉ có đứa bé ấy
mới có thể lấp được cái khoảng trống trong lòng vợ tôi. Chỉ còn biết trông cậy vào đứa bé ấy thôi. Nó có thể làm cho bà ấy vui ngoài hy vọng sẽ khá hơn. Tôi khuyên ông đừng nuôi quá nhiều hy vọng. Con của tôi không phải một món hàng bỏ rơi hay bắt lại dễ dàng. Tôi tới đây là để cầu xin quyền hạn gì mà bắt lại hay bỏ rơi. Vậy thì tôi cũng nói thật điều này, tôi không thể cho ông được điều gì. Tôi chỉ còn biết cúi đầu gian lại. Ông đừng nói thêm gì chỉ uổng công. Tôi biết ngay lúc này tôi có nói thế nào cũng chỉ làm cho cô thêm hờn thêm quát. Nhưng tôi cũng không biết phải làm gì hơn khi chẳng còn con đường nào để chọn lựa cho mình. Mạng sống của vợ tôi đang được tính từng toàn quyền quyết định. Sống chết thế nào tùy cô ưng thuận hay là không. Nếu cô bằng lòng trao đứa bé cho tôi sẽ hứa là tôi sẽ đền đáp lại. Tôi giúp cô những gì cô đang mong đợi, đền đáp cho cô một thứ quý giá. Định đem tiền bạc ra để làm nao núng lòng tôi à? Tiền bạc thì có nghĩa gì đối với cô? Vậy thì có thứ gì có thể bắt mẹ phải xa cô? Đó chính là tình thâm ruột thịt. Mà mấy năm qua cô đã lặng lẽ hy sinh một cách âm thầm. Cô đã hy sinh mà không đòi hỏi điều gì. Chỉ tiếc rằng sự hy sinh đó không còn ý nghĩa trong ngày hôm nay. Tôi sẽ giúp cô lấy lại tất cả để không phí uổng bao nhiêu là công lao nước mắt. Tôi sẽ giúp cô được tròn ước nguyện, nguyện nghi ước anh có được sự nghiệp lẫn tình duyên. Ông vừa nói gì? Ông nói ai? Anh hai của cô, cậu Lễ. Anh hai của tôi? Anh ấy hiện giờ cậu ấy ra sao, cô có biết không? Tôi nhìn cô, tôi cũng hiểu là cô đã biết ít nhiều. Nhưng để cho cô rõ ràng hơn, tôi sẽ nói thêm cho cô biết. Ông nói đi ông. Từ lúc cậu ấy gian dở chuyện tình duyên, cậu ấy bỏ việc, uống rượu suốt ngày, rồi lang thang khắp đầu đường xó chợ, chẳng khác gì một kẻ ăn mày. Nếu như cứ kéo dài như vậy, sớm muộn gì cậu ấy cũng chết bờ chết bụi thôi. Trời ơi, cô đừng sợ, tôi có thể cứu cậu ấy được. Tôi sẽ đưa cậu ấy trở về công ty, tôi sẽ cân nhắc cậu ấy lên một địa vị quan trọng. Bên cạnh đó, tôi sẽ tác hợp lại chuyện tình duyên mà cậu ấy đã gian dở. Ông có thể cứu được anh hai tôi thiệt sao? Phải, cũng như chỉ có cô mới cứu được vợ tôi thôi. Ông, cô Diệu à,
Cô suy nghĩ kỹ lại đi. Đứa bé ấy vừa cứu vợ tôi, vừa cứu luôn anh hai cô. Như vậy coi như toàn vẹn cả đôi đường. Nhưng cô Diệu, cô cũng đã có chồng, rồi đây cô cũng sẽ có con. Còn vợ chồng tôi chỉ có một đứa con duy nhất, nay nó đã chết rồi, thì làm sao mà vợ chồng tôi có thể tìm được một đứa cháu nội? Cô bằng lòng nghe cô Diệu. Tôi, cô bằng lòng đi, rồi đây mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Vợ tôi hết bệnh, anh hai cô sẽ tròn ước nguyện. Còn đứa bé, chắc chắn là nó sẽ có một cuộc sống sung sướng, có một tương lai sáng lạng hơn người. Cô bằng lòng nghe cô Diệu. Bằng lòng đi cô. Tôi chờ quyết định của cô. Được, tôi bằng lòng. Cô đã bằng lòng. Phải. Nhưng mà ông hứa với tôi là phải giữ đúng lời nghe. Tôi hứa. Đứa bé nào giờ nó ở đâu? Nó đang nằm ngủ ở trong nhà. Cô Diệu ơi, nó là trai hay gái vậy cô Diệu? Là trai. Là trai? Trời ơi, tôi quý nó còn hơn sản nghiệp và mạng sống của tôi nữa. Ông cứ vô nhà bồng nó đi đi. Cảm ơn cô, cảm ơn cô nhiều lắm. Anh hai ơi, em thương anh, em mới làm như vậy. Con ơi, con hãy thông cảm cho má, vì anh hai của má nên má không thể làm khác hơn được. Cô Diệu ơi, cô Diệu, bây giờ tôi về Sài Gòn liền nha. Vợ của tôi đang chờ đợi từng giây từng phút đó. Tôi về nghe con. Ông ơi, ông đừng nói cho ai biết chuyện này, kể cả anh hai của tôi nghe ông. Được được được, tôi hiểu cô mà. Đau xót thế nào cô cũng một mình chịu đựng, cô không muốn những người thân của mình gánh lấy. Thôi tôi đi nha, tôi đi nha cô Diệu. Con, con ơi. Trời ơi, con của tôi, kể từ đây con đã thật sự xa má, xa những tiếng ru nghe da diết trong những đêm mưa, xa chiếc vòng đồng đưa bên trái hè, xa những lối mòn chảy dọc ra bờ sông. Coi kìa, mới đi có chút xíu à mà cái mặt chù ụ rồi. Em, anh Bãi kêu anh ở chơi thêm một chút nữa. Anh nhớ thằng cu tí quá nên mới từ chối khéo. Nếu không hả, cũng chẳng biết lúc nào về nữa. Sao anh không ở chơi với anh Bảy thêm chút nữa? Anh nói rồi, tại anh nhớ thằng cu tí nên mới về sớm. À, em ở đây còn thằng cu tí đâu? Thằng cu tí, nó ở đâu mà em ngập ngừng hoài vậy? Nó chết rồi, hay là nó gặp phải chuyện gì? Chết rồi anh Hậu.
Anh Hậu. Thằng Cụ Tí đâu? Thằng Cụ Tí đâu? Em nói đi. Nó Em đừng có gặp, em đừng có ngập ngừng như vậy nữa. Anh nóng ruột lắm rồi. Thằng Cụ Tí đâu? Em nói đi. Em cho nó rồi. Trời ơi, tới lúc này mà em còn nói chơi với anh được nữa hả? Em nói thiệt, em cho nó rồi. Em nói thiệt? Phải. Em cho thằng Cu Tí rồi à? Đúng. Em nói mau, em cho ai? Anh bắt lại liền. Em cho gia đình cha ruột của nó. Ai cũng vậy hết á, anh cũng phải bắt lại. Anh Hậu, người ta đi xa lắm rồi, anh chạy tôi không có kịp đâu. Diệu. Em cũng thừa biết là tôi thương yêu thằng Cu Tí như thế nào không? Tại sao em lại làm như vậy? Em thôi, tôi hiểu rồi. Cô đưa thằng Cu Tí đi trước, rồi sau đó cô lại bỏ đi luôn, để cha con chồng vợ sum họp với nhau. Không, anh đã hiểu lầm rồi. Em... Im! Nhưng thôi, nếu cô trách thì tôi phải tự trách tôi, trách cuộc đời tôi quá khờ dại. Đã yêu ai là yêu chân thật, không hề tin hơn tin thiệt. Để giờ đây cay đắng một mình. Lòng của em tha thiết yêu anh, hoàn cảnh thế nào vẫn như vậy. Ngày trước tôi quá dại khờ nên mới tin những lời nói đó. Còn bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng trước mắt thì thử hỏi làm sao tôi có thể tin cô như bụi ban đầu. Cũng vì tôi quá tin cô nên giờ đây xót và nát lòng. Thôi thì cứ coi đó như một bài học, để không còn vấp ngã trong chuyện tình yêu. Nhưng có lẽ là tôi chẳng còn dám yêu ai. Một lần đổ vỡ là trọn đời nhớ mày. Với lời nói ai ngọt ngào như mật, vậy mà người ta lại đổi giá thay lòng. Không, em không hề thay lòng đổi giá. Anh Hậu, xin anh hãy tin em, hãy tin em. Cô còn muốn tôi tin bao nhiêu lần nữa? Chỉ có một lần thôi, mà tôi cũng không biết mình còn sống nổi nữa hay không. Anh Hậu, thôi tôi xin cô đừng nói gì thêm nữa. Cô càng nói tôi càng tức giận hơn. Rồi xảy ra chuyện này chuyện nọ, hay có những lời nặng nhẹ khó nghe. Tôi muốn mình chia tay không chút phiền muộn, không một ai phải cắn đắng điều chi. Để kẻ lòng được thanh thản, còn người ở lại cũng không rải rứt điều gì. Chút nữa đây tôi phải ra đi mãi mãi, còn cô ở lại mà chờ đợi người ta. Rồi đây cô sẽ sống thật hạnh phúc,
bên chồng và bên cạnh đứa con thơ. Không, không bao giờ có chuyện ấy xảy ra. Anh Hậu ơi, ba của thằng Cú Tí đã chết rồi. Chết rồi? Phải, chết rồi. Tôi không hiểu, tới lúc này mà cô còn dựng chuyện này chuyện nọ để làm gì? Em nói thiệt mà. Thôi, anh Hậu, anh Hậu ơi, anh đừng đi, em lại anh mà. Cô kêu tôi ở lại để chứng kiến những việc cô sắp làm mà. Cô độc ác quá mà. Anh Hậu, Hậu ơi, Hậu, đừng, đừng bỏ em một mình, em sợ lắm Hậu ơi. Chắc là em sẽ chết mất vì không chịu nổi cái cảnh cô đơn trống trải. Cô đơn trống trải? Cô nói lại đi, ai mới là người chịu cảnh cô đơn trống trải? Tôi hay là cô? Khốn nạn! Anh Hậu! Đi thì đi, tao có cần đâu. Tao ra ngoài mé sông, tao chơi với con cua con còng còn vui hơn chơi với tụi bay nữa. Tụi bay nghe xấu à, người với người mà không biết thương nhau. Nghĩ chơi tụi bay ra luôn, chơi với con cua con còng còn vui hơn, chơi với con còng con cua còn vui hơn nữa. Em cũng không biết bác Thành đã nói gì với má em, mà má em thay đổi nhanh thiệt á. Anh cũng đã có một thời gian làm việc ở công ty bác ấy, có lẽ bác thấy anh giỏi giang, bác ấy không muốn mất anh nên đã tìm má em, rồi hứa này hứa nọ để má em chấp nhận. Có như thế thì anh mới yên lòng mà làm việc công ty của bác ấy. Anh nè, em còn nghe loáng thoáng chuyện này nữa. Chuyện gì vậy em? Bác ấy nói với má em là con trai của bác đã mất, từ bây giờ bác ấy sẽ coi anh như là con trai của mình, rồi từ từ bác ấy sẽ cân nhắc anh lên thành chức phó giám đốc và lo cả tương lai của anh sau này nữa. Như vậy thì cái ý nghĩ của anh đúng quá rồi. Anh phải giỏi giang, bác ấy mới đối xử anh như vậy. Người dưng nước lã thì thử hỏi ai mà tốt như thế kia. Em chỉ mong sao chuyện của chúng mình không còn đứt đoạn nữa, cứ tan rồi hợp, hợp rồi tan thì buồn lắm. Chắc chắn sẽ không còn đứt đoạn nữa. Sao anh dám chắc với em như vậy chứ? Quá tam ba bận thôi. Tan rồi hợp, hợp rồi tan thì ai mà chịu nổi. Vả lại bác Thành cũng đã nói chuyện với anh rồi. Bác ấy đã nói gì với anh? Bác ấy nói bác ấy và má em đã đồng ý chọn mùng 8 tháng sau để anh và em nên vợ nên chồng. Thỏa lòng ước mong, mong ước một ngày được cận kề bên nhau mãi mãi, yêu thương trọn đời không một phút.
dòng nước trong đang nhẹ nhẹ thấm sâu vào trong trái tim em. Anh hứa với em từ hôm nay và mãi mãi. Luôn luôn lúc nào anh cũng làm cho em đắm say. Nè, anh hứa với em thì hãy cứ mà giữ lời. Hay đám cưới xong là vội vàng quên hết. Rồi tháng ngày qua, cái hạnh phúc kia sẽ còn đơm hoa kết trái. Em sẽ sanh cho anh một đứa con bụ bặm, để chiều chiều em bồng con ra ngoài đầu ngõ. Hướng mắt nhìn xa chờ đợi. Mồ hôi lăm tăm trên lưng anh vẫn nở nụ cười. Em ôm con vào lòng rồi khe khẽ nói: ba của con là tất cả yêu thương. Buổi cơm chiều đầm ấm biết bao tiếng chồng khen vợ tiếng con. Kia sẽ trở thành sự thật. Em cũng sẽ chung tay góp sức tạo dựng cho chúng mình một khoảng trời riêng. Hoa ơi, từ cái lần đầu tiên gặp gỡ, anh biết đời anh không thể sống thiếu em. Rồi trải qua bao nhiêu thăng trầm dung rồi, anh càng yêu em hơn cả lúc nào. Anh sẽ nâng niu chiều chuộng em suốt cuộc đời. Lòng em thế nào anh là người biết rõ, đã yêu rồi thì không tính thiệt tính hơn. Cho dù khổ đau hay là sung sướng, em cũng sẵn sàng đón nhận như nhau. Không vui mừng cũng không quan trách, vì số phận đã an bài mình phải cứu mang. Em như vậy anh mới thương em nhiều. Nhưng có điều này á, em vừa yêu cầu vừa bắt buộc anh. Điều gì? Suốt cuộc đời này anh chỉ có quyền yêu thương một mình em thôi á. Chắc chắn là như vậy rồi. Đàn ông của mấy người ghê lắm. Chưa được á thì nói cho được, còn được rồi á thì... Thì sao? Hả? Thì thế này thế nọ chứ làm sao. Thôi đừng suy nghĩ lung tung hoài. Đi theo anh đi. Đi đâu? Thì tới những nơi sang trọng nhất để mua sắm đồ đạc chuẩn bị cho ngày đám cưới của chúng ta. Anh đi làm chưa được bao lâu, tiền bạc chắc cũng chưa được bao nhiêu hết. Tới làm chi những nơi sang trọng đó, tìm mấy cái chỗ thường thường được rồi. Em yên tâm đi, bác Thành kêu anh làm như vậy đó. Tốn kém bao nhiêu bác ấy chịu hết, miễn sao là đám cưới của tụi mình rình rang với mọi người là được rồi. Nhưng mà... Nhưng cái gì nữa? Đi theo anh đi.
Đầu đuôi câu chuyện là như vậy đó. Con nhỏ này quá đáng thiệt mà. Yên thân yên phận không muốn. Mày muốn trở chứng? Được, muốn trở chứng tao cho mày trở chứng. Anh Lễ, bây giờ em biết phải tin làm sao? Em có còn thương con Diệu không? Em vẫn còn thương Diệu nhiều lắm. Tưởng em không còn thương nó thì anh bỏ nó luôn. Chết sống thế nào mặc xác nó. Nhưng em còn thương Diệu mà. Em vẫn còn thương nó thì em đưa anh tới nhà liền. Anh Lễ, anh tính làm gì? Anh sẽ dạy cho nó một bài học nghĩa nhân. Sống phải biết trước biết sau. Cái thứ đàn bà một dạ hai lòng chỉ để cho người đời nguyền rủa, nhục nhà dòng họ bôi xấu tổ tông. Em không biết Diệu nghĩ ra sao, em thương Diệu mới bỏ xứ ra đi, vậy mà Diệu nỡ làm thế kia. Đúng là ngựa quen đường cũ rồi. Càng nói tới thì càng tức giận thêm. Nhưng lỡ như Diệu... Nếu nó không nghe lời anh sẽ giết chết nó liền. Trăm sự bây giờ chỉ còn biết nhờ anh thôi. Em đưa anh tới nhà ngay. Anh em mình ra bến xe liền để cho kịp chuyến xe cuối. Đi. Tôi nghe cháu Hoa nói lại, tôi tức tốc kêu tài xế đưa tôi về đây liền. Nhưng làm sao ông biết nơi này mà ông tới? Tôi có tới đây một lần rồi. Bác Thành, nhưng đây là chuyện riêng của gia đình cháu. Cháu nghĩ là bác không biết gì đâu. Tôi biết nhiều hơn cậu tưởng đó. Ông biết gì? Bác biết gì? Bác nói đi. Tôi đã hứa với cô Diệu là sẽ giữ kín mọi chuyện. Nhưng tới nước này rồi, không nói ra cũng không được. Ông cũng biết Diệu nữa à? Bác Thành, tại sao bác lại biết con Diệu? Cả hai cậu đều ngạc nhiên phải không? Bao nhiêu đó cũng đủ biết là có bao giờ hai cậu quan tâm tới niềm vui hay là nỗi buồn của người thân mình đâu. Ông... Bác Thành, thôi được rồi. Hôm nay tôi sẽ nói chuyện với hai cậu. Nhưng nói đúng hơn là tôi nói chuyện với cậu Lễ. Còn tôi? Còn chú em. Chú em cứ đứng ở đây nghe hết câu chuyện này thì chắc chắn là chú em sẽ hiểu cô Diệu nhiều hơn. Bác Thành, bác nói đi. Cậu Lễ à, cuộc đời của cậu tuy có nhiều trắc trở, nhưng trắc trở nào rồi cũng qua thôi. Cậu có biết tại sao những trắc trở đó qua một cách êm xuôi không? Tất cả là nhờ sự hy sinh của em gái cậu. Bác Thành, cậu có còn nhớ cái ngày cậu bỏ Sài Gòn để trở về quê không? Cậu rất tuyệt vọng vì không tìm được một công việc làm ổn định và đã bị bên nhà người yêu cậu từ chối. Ai đã mang số giấy tờ về để cậu có một công việc làm ở công ty tôi? Bên cạnh đó là bên nhà người yêu cậu cũng đồng ý cho cậu bước tới. Ai? Cậu còn nhớ ai không? Dạ, con Diệu. Qua xót xa trước sự tuyệt vọng của cậu mà em gái cậu đã sa vào cạm bẫy. Người giăng bẫy ấy chính là con trai tôi. Để nhận được số giấy tờ cho cậu, em gái cậu phải đánh đổi bằng cả một cuộc đời con gái trinh nguyên. Rồi có
Diệu. Trời ơi, tưởng bỏ xứ ra đi là mọi chuyện sẽ nguôi ngoai dần dần. Có ai ngờ đâu thêm một bất hạnh nữa. Trúc xuân một cuộc đời đã qua nhiều bất hạnh tan thương. Bác, ông là người đã bắt đứa bé đi. Hả? Thì ra ông là người đã bắt thằng cu tí à? Sau cái chết của con tôi thì vợ tôi ngã bệnh, chỉ có đứa bé mới giúp được cho bà ấy hồi phục thôi. Hơn nữa, tôi muốn có một đứa cháu nội để nối dòng, nối dõi. Bác, nhưng không, tại sao con Diệu? Cậu đừng trách cô Diệu, cũng nhờ cô ấy giao đứa bé cho tôi nên cậu mới có được những thứ mà cậu đang có. Cậu tưởng là những thứ đó tự nhiên đến với cậu sao? Tất cả là trao đổi hết. Xét cho cùng, chúng ta đều là những người ích kỷ. Bao nhiêu bất hạnh đổ dồn lên đôi vai một cô gái yếu ớt đáng thương. Trời ơi, vậy mà từ bấy lâu nay tôi cứ tưởng mình tài giỏi lắm. Con ngờ đâu từng bước chân đi trải bằng mồ hôi nước mắt của đứa em gái thân thương duy nhất trong một lần quay đầu nhìn lại để biết những gì xảy ra phía sau lưng. Luôn cho mình có quyền tận hưởng thế kia, còn cực khổ đối với đứa em là bổn phận. Tôi chính là một thằng anh hèn mặt nhất, đến lúc hiểu ra tất cả hiểu đầu đuôi như thế nào mà đã vội vàng trách Diệu, nói những lời lẽ nặng nhẹ thật khó nghe. Cả hai cậu đều biết như thế là tốt lắm rồi. Diệu ơi, anh sẽ bù đắp lại những mất mát em đã từng dương mang. Anh hứa anh sẽ làm tất cả để quãng đời còn lại của em vui hơn. Có thể là anh sẽ không đi đâu nữa, để lúc nào cũng được ở bên cạnh em, cũng như những lúc
lời của tía tình trăng trối. Hai anh em bay phải đùm bọc nhau suốt đời. Tía đã trăng trối như vậy trước khi mất. Vậy mà mấy năm qua anh bỏ rơi em. Đôi với em anh vô cùng có lỗi. Đôi với tía thì tội này không thể thứ dung. Anh Lễ, anh với em đi tìm Diệu liền. Nhưng giờ đây biết con Diệu ở đâu mà tìm. Tôi nghe hàng xóm nói suốt mấy ngày nay cô Diệu cứ thơ thẩn ngoài mé sông, miệng thì nó lảm nhảm như là người mất trí. Trời ơi, Diệu ơi, Diệu! Anh Lễ, chờ em với anh Lễ. Con, kìa, con của con tổng con. Tình queo nó đang bò dây. Ừ, mày đừng có uống. Mày uống, mày xỉn à. Mày nằm giống như là con cua, con còng xấu lắm. Đừng uống nha. Thôi, về đi. Về đi, về đi. Chịu. Ừ, thằng nào vậy? Anh hai của em đây. Dốc quá cha nội ơi. Anh hai của tao ở xa lắm, xa lắm. Anh mới về với em nè Diệu. Ôi dốc nữa. Anh hai của tao không có về đây đâu. Anh hai của tao ghét tao lắm. Anh hai của tao không tự tao rồi. Diệu, em. Mà anh hai của tao ghét tao, tự tao cũng phải rồi. Mày biết làm sao không? Cũng tại tao mất nết hư thân. Tao chưa có chồng mà tao lại có con. Con tao thiệt là dễ thương. Mỗi lần nó khóc tao bồng nó lên rồi tao âu ơ dí dầu. Trời ơi, trời ơi, em tôi đã điên loạn thì làm sao mà nó hiểu được tình cảm của tôi trong khóc buồn quá mày ơi. Cuộc đời của tao buồn lắm nên đã khóc nhiều rồi. Nhiều em không gây ra cho
là ruột thịt thâm tình. Mày đã làm cho tao nhớ tới những người thân của mình. Tao cũng có anh, có chồng, có con nữa. Vậy mà ai cũng lần lượt bỏ ra đi. Còn lại một mình tao thường ra bờ sông. Phải đưa Diệu về quê cũ để chữa trị, như vậy mới có hy vọng Diệu trở lại bình thường. Diệu, ủa, cái thằng này ở đâu nhảy ra vậy cả? Còn có anh mà Diệu. Và anh nữa. Trời ơi, hai cái thằng này lãng thiệt. Tao cần anh tao, chồng tao, cần con tao nữa. Hai thằng đây làm cái gì? Là cái thớ gì vậy? Diệu. Diệu. Trời ơi, tức quá mà. Thôi 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 thôi, hai thằng bay đứng đây chờ tao nha. Tao đi kiếm anh tao, đi kiếm chồng tao, kiếm con tao nữa. Trời ơi, là cái nguyên một đám tụi mình kéo về quê. Trời ơi, vui lắm, vui lắm. Vui quá là vui, vui quá là vui. Diệu, 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 Diệu.